Cũng như nhiều khách sạn khác trên địa bàn thị xã Sapa, khách sạn này cũng đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những đợt dịch COVID-19. Tuy nhiên, từ dịp Tết Nguyên đán 2022 đến nay, lượng khách đến Sapa nói chung và đến khách sạn nói riêng đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là từ 15 tháng 3 khi hoạt động du lịch mở cửa trở lại hoàn toàn. Sau ngày 15 tháng 3 trở về đây, khi cuộc sống trở lại bình thường thì lượng khách đến du lịch ở Sapa rất là đông, và nhất là những cái ngày đầu tuần thì lượng khách đến với Sapa là khi book phòng cũng đến 70-80%, và những ngày cuối tuần là kín 100%. Lượng khách Sapa đến đông, rất là đông. Tôi rất là vui là khi mà đại dịch đã qua đi và cuộc sống trở lại bình thường thì du lịch ngày một khởi sắc hơn. Không chỉ các khách sạn ghi nhận lượng khách đặt phòng, lưu trú gia tăng, mà nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, quà tặng cũng ghi nhận lượng lớn khách ghé thăm và sử dụng dịch vụ. Đặc biệt là đã có sự xuất hiện của nhiều du khách nước ngoài. Tính như năm ngoái thì mở cửa được khoảng độ 4 tháng đón khách, và sau đó thì đại dịch tiếp theo. Và cái dịp gần đây nhất thì là cái dịp Tết Nguyên đán, thì cái lượng khách rất là bùng nổ đối với khách trong nước. Và từ sau cái dịp 15 tháng 3 trở lại đây thì được mở cửa khách quốc tế, thì cái lượng khách nước ngoài đã đi lại ở đường, con số cũng không nhiều lắm nhưng mà cũng rất là vui. Và những cái câu tiếng Anh hồi trước hay được không được nói thì bây giờ đã được hello, xin chào khách. Hiện tại đến bây giờ thì đã khôi phục được lại cái sản lượng, thậm chí là còn gia tăng thêm rất là nhiều đại lý, thậm chí đại lý và có nhiều các khách hàng mới là hợp tác cùng với lại cửa hàng. Với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19, dự báo lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là từ dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Do vậy, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại Lào Cai đã chuẩn bị các phương án nhân lực, vật lực để sẵn sàng đón khách du lịch. Khi mà tình hình dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này thì hiện tại booking thì cũng đã rất là nhiều. Thì hiện tại chúng tôi là đang chuẩn bị thứ nhất về nguồn nhân lực, đội ngũ nhân viên training để đào tạo các bạn chuyên nghiệp hơn, năng động hơn và phục vụ khách hàng nhanh nhất và tốt nhất. Ngoài ra chúng tôi cũng chuẩn bị về cơ sở vật chất, sửa sang lại và cũng như về chuẩn bị về nguồn thực phẩm để làm sao có những món ăn ngon nhất gửi tới khách hàng. Trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến với Lào Cai đạt khoảng 480.000 lượt khách. Trong đó lượng khách đến thị xã Sapa đạt khoảng 232.285 lượt khách. Để thu hút khách, thời gian tới, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc như hội chợ du lịch quốc tế Lào Cai và hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022 với quy mô cấp tỉnh, Festival Tinh hoa Tây Bắc, Hương sắc Lào Cai.